Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi ngày 18 tháng 10 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay trên phạm vi cả nước ít có sự biến động, miền Bắc vẫn là địa phương có mức giá cao nhất. Trong ngày hôm nay, phần lớn các địa phương ở thị trường miền Bắc phổ biến trong khoảng từ 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mức giá nhỉnh hơn như Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, hay ngày như khu vực Thái Nguyên và Bắc Giang trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng đã áp sát 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, mức giá bình quân ở khu vực Tuyên Quang, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay phổ biến từ 57 cho đến 59.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực vùng cao, theo quy nhận đặc biệt tỉnh Sơn La trong ngày hôm nay có mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hay một số địa phương ở khu vực phía Đông Bắc như Hà Giang, Cao Bằng hay là đối với khu vực Lạng Sơn cũng phổ biến trong khoảng từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, những ngày qua giá heo hơi trên phạm vi cả nước có xuống giảm. Giá heo hơi phần lớn các tỉnh ở thị trường miền Nam đã xuống dưới 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, với tình hình hiện nay, giá phải đạt từ 60.000 đồng trên 1 kg thì người chăn nuôi đảm bảo mới có lãi. Lỗ nhiều hay ít còn tùy thuộc vào quy mô theo từng trang trại và tùy thuộc theo giống nhập của các hộ chăn nuôi. Theo ông Đoán, nguồn cung hiện nay còn tương đối dồi dào, thị trường tiêu thụ khá ảm đạm, người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, một số nước lân cận của Việt Nam giá heo hơi đang có xuống tăng đột biến, đặc biệt là Thái Lan. Trong ngày hôm nay, theo số liệu thống kê, mức giá giao động trong khoảng từ 75 cho đến 80.000 đồng trên 1 kg. Hành ngày như tại Trung Quốc đã lên đến 92.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Do đó, nên xem xét xuất khẩu sang thị trường này để cải thiện giá heo hơi ở trong nước. Ông đoán cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, nếu không có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, tiếp tục khóa chặt đờ mối xuất khẩu thì giá heo hơi ở trong nước có thể sẽ giảm. Người chăn nuôi sẽ chịu áp lực rất nhiều. Theo lãnh đạo của Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, khi giá heo hơi lên cao vào năm 2019-2020 rồi dịch tả lợn châu Phi, Việt Nam đã nhập khẩu heo sống từ Thái Lan để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sau vài năm thị trường tăng mạnh, chính phủ không cho xuất khẩu heo đi các nước khác. Chính vì vậy mà giá heo của Việt Nam đã giảm, người chăn nuôi thiệt đơn thiệt kép. Đặc biệt là khi giá thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y vẫn đang neo ở mức cao. Thiệt hơn cả phải kể đến các tỉnh ở thị trường miền Nam bởi trong ngày hôm nay, phần lớn các tỉnh ở thị trường miền Nam đã xuống dưới 60.000 đồng trên 1 kg và mức giá bình quân dao động trong khoảng từ 55 cho đến 57.000 đồng là phổ biến. Tuy nhiên cũng có những khu vực có mức giá cao hơn và nhiều khu vực có mức giá thấp hơn con số này. Ghi nhận các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Bà Rịa Vũng Tàu hay khu vực Long Khánh của tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay báo giá giao động từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây phổ biến trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng và mức giá này xuất hiện ở hầu hết các địa phương như Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu hay khu vực Đồng Tháp. Tuy nhiên, dòng heo áp siêu ở các tỉnh thuộc thuộc trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp. Nhiều nơi chỉ báo giá giao quanh từ 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Ngay như tại Biến Tre, nơi có số lượng đàn heo lớn ở khu vực miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay, mức giá bình quân cũng chỉ đạt 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xuống tăng nhẹ ở hai địa phương đó là Quảng Nam và Quảng Ngãi khi mà trong thời gian vừa qua hai địa phương này Chuyển hưởng mạnh của cơn lũ. Giá heo hơi ở thị trường miền Trung trong ngày hôm nay có mức giá bình quân dao động từ 54 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Trong đó một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương khác. Trong ngày hôm nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa báo giá 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, hay là khu vực Bình Định, Phú Yên trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 58 000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào chất lượng của heo. Trong khi đó, đa phần các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 53 cho đến 57 000 đồng. Heo xấu nhiều nơi báo giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Con Tum trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, chỉ dao quanh 52 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg ghi nhận tại thị trường Trung Quốc, chính phủ nước này sẽ tiếp tục xả kho dự trữ lần thứ tư để hạn chế đà tăng giá heo hơi ở trong nước. Trung Quốc sẽ tăng cường cung cấp thông tin về tình hình chăn nuôi, đưa ra những chính sách hỗ trợ để đảm bảo nguồn cung ổn định trong quý 4 và đặc biệt là các dịp lễ lớn cuối năm. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực phía Bắc trong ngày hôm nay Hà Nội phổ biến mức giá từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Thiên Lữ của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay đạt mức giá bình quân từ 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình, giao động phổ biến trong khoảng từ 57 cho đến 60.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay dòng siêu bao máu loại 1, loại đẹp có mức giá lên đến 61.000 đồng trên 1kg. Hải Dương phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1kg. Khu vực Quảng Ninh vẫn duy trì mức giá cao 58 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá dao động 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Nam Định có mức giá bình quân 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định có mức giá nhìn hơn, heo đẹp có mức giá lên đến 60.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Thánh Nguyên có mức giá 56 cho đến 60.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng có mức giá bình quân từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1kg. Bắc Giang thì nhận mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Trong khi đó Lạng Sơn giao động 57 cho đến 60.000 đồng trên 1kg. Tuyền Quang với mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Cao Bằng trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 57 cho đến 58.000 đồng. Lào Cai có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg đối với heo đẹp. Heo xấu, nhiều hộ chăn nuôi báo giá của cuộc bảo thắng của tỉnh Lào Cai chỉ dao động từ 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái với mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Cuộc Lai Châu trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Sơn La dao động 57 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Hòa Bình có mức giá khá thấp 55 cho đến 58 000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Thanh Hóa có mức giá dao động từ 55 cho đến 59 000 đồng trên 1 kg. Nghệ An phổ biến mức giá 55 cho đến 59 000 đồng. Hà Tĩnh có mức giá thấp hơn 55 cho đến 58 000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình với mức giá 54 cho đến 57 000 đồng. Trong khi đó Quảng Trị phổ biến 53 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Trong khi đó, đối với Đà Nẵng có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay phổ biến 55 cho đến 59.000 đồng. Phú Yên có mức giá dao động 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bình Định phổ biến 53 cho đến 56.000 đồng. Khánh Hòa 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận cũng phổ biến trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, con tum có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Đắk Lắk phổ biến 54 cho đến 56.000 đồng. Đắk Nông trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng còn đối với tỉnh Lâm Đồng có mức giá nhỉnh hơn 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Đông Nam Bộ, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá bình quân 57.000 đồng trên 1 kg. Đồng Nai phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay phổ biến 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bình Phước 55 cho đến 56.000 đồng trong khi đó đối với tỉnh Thây Ninh có mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Long An phổ biến trong khoảng 55 cho đến 56.000 đồng. Tiền Giang có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Trà Vinh 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Bạc Liêu trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Sóc Trăng 53 cho đến 56.000 đồng. Vĩnh Long trong ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng đi ngang với mức giá phổ biến 54 cho đến 56.000 đồng. An Giang 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ trong ngày hôm nay có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Kiên Giang phối mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 53 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó đối với tỉnh Đồng Tháp phổ biến trong khoảng từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Có thể thấy rằng giá heo hơi trong những ngày qua ít có sự biến động. Ở thị trường miền Bắc chỉ tăng đối với những vùng có mức giá thấp và hầu như những địa phương có mức giá từ 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg trở lên ở thị trường miền Bắc không có nhiều. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giải heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.